Thì tôi là Quý một con anh em ơi, thì hôm nay tôi sẽ rủ thằng Bình Lé nè, thắng Bia nè, chơi thử Ome TV nha anh em ơi. Tại vì hai này nó ngáo với lại nó hài lắm nè mà. Nó vô nó gặp người ta, nó chọc người ta cười, tôi nói anh em, tôi với anh em cười quá cái chưởng luôn. Thì bây giờ thì tôi sẽ qua tôi rủ tôi nói chơi nha anh em ơi. Thì anh em đừng tiếc gì một like đăng ký kênh hộ cho mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Đó là giống như là tạo ra động lực để tôi ra nhiều clip hay cho anh em xem á. Thì anh em đừng tiếc gì một like nha. Bây giờ tôi rủ tôi nói đây. Ê hai anh niên, đang làm gì vậy? Chị bán áo hả? Bán áo hả? Thì anh em nào muốn mua thì anh em có thể giống như là inbox Facebook tôi nha. Giờ qua đây chơi Ome TV nè, tao nói mày vui lắm. Rồi phái nè nha. Rồi, bây giờ tao nói mày đã lắm. Cái này là lần thứ hai tao chơi đó mày. Rồi, vui lắm, vui lắm. Đi bển chơi nè. Thì hai thanh niên này là lần đầu chơi Ome TV nha. Thì bây giờ thì tụi mày chơi chưa? Chẳng sàng chưa? Chẳng sàng. Rồi, quất. Trời ơi, trời. Trời, này là bà Năm Dậu. Trời ơi trời, bà Năm đâu đây vậy? Chị Năm. Trời ơi trời, em thấy chị hôm bữa chị, em thấy chị bán cáo. Super Lê, Super Lê, giọng nghe dễ thương, giờ nghe cũng muốn gớt cháy dứng ra ngoài. Trời trời, tim nó đập thẳng luôn mày, nó rung động mày, nó chứng tỏ là yêu rồi đó phải không ba? Điên cái gì vậy? Trời trời, cái bít muốn nổ lỗ tai em nội. Ồ hello chị, học bài hả chị? Chị bảy nè phải không mày? Bảy ba mở ba, mở ba hả? Xin với chị bộ mình đúng không? Đúng đúng, bộ mình có đậu bắp á. Trời ơi trời, mới thấy chỗ hiện bên này lên đi chơi luôn chạy. Ừ, chị chơi điện thoại hay PC vậy? Điện thoại à? Điện thoại tỏ tình đi bệnh. Họ mới tới hỏi của mày đó. Má tao tao chơi hung cái luôn chạy. Cho nó hung cái đi chơi, nó khác gái gì đó rồi chị ơi. Trời ơi trời ơi, nó quê như trời. Wow, trời ơi ngầu quá trời. Ôi, này là mèo Simmy phải không? Ủa chị mèo Simmy à? Mèo Simmy không? Không đâu phải, cái này là Bác Tư. Bác Tư. Bác Tư. Anh Sáu nè, anh Sáu nè. Chắc không ấy hả? Chắc. Chắc. Em biết thằng này tên gì không? Đúng là người ngón. Em thấy thằng này đẹp trai không? Bình thường. Trong hai thằng, thằng nào đẹp trai? Ừ, trong đúng rồi, anh cũng là ngồi ngoan đúng không? Đúng rồi, bây giờ em thằng này với thằng nào đẹp trai em nói thử đi. Coi ba anh. Trời ơi trời, không ngay anh thôi, anh thôi. Chỉ là một thôi. Thiên này nè, áo đen hay áo đỏ? Thiên là đẹp trai. Áo đen hay áo đỏ? Anh khoan nhá. Trời áo nào? Trời, trai quá trời chịu không nổi chứ gì. Đâu sao muối đâu, sao anh... muối đâu? Là, anh trời. Áo... cái gì? Áo đi anh. Không biết. Kiến không? Kiến không?
ok, bye bye. Hé luôn. Đẹp. Trời ơi trời, biết cái nát găng súng trời ơi. Ủa quá. Dữ vậy trời. Gai chỉ sâu. Ba chỉ trăm. Trời ơi. Chơi gì mà chữ chị năm này chị quá. Ô, dẫn chơi. Bắt nhau. Bye bye. Ba đi. Sao điện thoại xanh lẹ chứ ba, để dưới nước hả? Qua em té ra nước rồi. Oh, sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của nàng. Hello chị. Hello em. Chào mấy anh ạ. Chào em anh. Em. Wow. Lạ trời vậy thôi chứ. Đi luôn nào. Đó. Đồng ý gì quên chưa? Mày bé thấy mày kìa. Em ơi, anh hỏi em này được không? Trong thằng Bình Lé này với lại thằng này, em thích thằng nào? Em không thích ai. Không, em chọn một thôi. Chọn á. Đúng rồi, không, thằng nào đẹp trai thôi, không cần yêu. Đúng rồi, đẹp trai thôi. Trong một thằng áo đen. Thôi quá, tình yêu cao. Úi dù bà. Cảm ơn em nha, bye bye. Sao lại tôi này trời. Tôi bị cái gì vậy anh em? Trời ơi. Wow. Nancy. Trời. Chị ba cà rôm đúng không? Chị ba cà rôm. Chị ba mà rút đúng không? Ba chị luôn. Bảy ăn rôm rít đúng không? Nói cho ba. Operation breaking. Operation free. Con ai cầm rớt. Bây giờ tôi sẽ cho tôi này qua giống như là xé vợ Brazil qua ấy đang chơi nha em ơi. Rồi bắn tiếng Anh cho nó nghe. Ai xem mất xin cô bố. Như là em có người yêu chưa?
Cá đài. Rồi, mấy tuổi rồi mà có? Có không khí á. Có không khí á. Con gái gì vậy? Sao không cái kim nghiêu này? Mày đọc thơ. Mẹ tao ta đang ngáy nè mày. Ừ, thấy à, anh làm ai cho anh này nè được không? Không, không. Con gái nha, con gái. Con gái. Không đúng gu. Sao? Vui gì không? Có con gái không làm mai cho Út ăn. Hello chị. Hello. Chị có người yêu chưa? Chị có người yêu chưa? Em có bánh tư, em đang cô đơn kìa. Em làm mai cho chị nha. Speak English. Việt Nam. Ok anh em ơi, thì clip mình hay kết thúc anh em ơi. Hiện em mấy anh em nhớ like đăng ký cơ hội cho mình nha. Ok, bye bye anh em.